Cái thằng này thiệt tình, đi đâu mà giờ này vẫn chưa về, điện thoại không được, nhắn tin cũng không xong. Con về rồi mà. Ôi trời ơi con, rồi con lại say xỉn rồi đúng không? Ôi, sao mà hôm nay uống rượu nhiều quá vậy hả con? Mẹ đã nói với con rồi. Đúng rồi, mẹ đã nói với con rồi. Mẹ đã dặn con trai của mẹ rồi. Quang Minh à, con phải làm thế này, con không được làm thế kia. Mẹ à, trong tất cả mọi chuyện á, con đều phải làm theo ý của mẹ thì mới được, đúng không mẹ? Ôi, con nói gì vậy Minh? Thì cái chuyện tìm con dâu cho mẹ đó, con đã mang về một cô con dâu không giống như mẹ kỳ vọng. Không phải là một tiểu thư giàu có, tài giỏi. Con làm sai ý mẹ rồi đúng không? Con phá nát kế hoạch của mẹ rồi đúng không mẹ? Thôi bữa nay con say quá rồi, đi, đi về ngủ, mai mẹ con mình nói chuyện. Đi ngủ đi con, đi. Thùy Linh làm gì sai hả mẹ? Cô ấy làm gì sai chứ? Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy? Mẹ có nghĩ cho cảm xúc của con trai mẹ không hả? Con, cái gì con. Vậy con? Mẹ có nói cái gì đâu? Con ơi, nè nè, con sai rồi, nghe lời ba, đi về phòng ngủ nha con. Con không sai, con chưa sai. Ba để con nói chuyện với mẹ. Mẹ có biết á, cái việc mà con được sinh ra trong gia đình này á, con buồn khổ lắm, con buồn chán, con mệt mỏi lắm mẹ có biết không hả? Con không thích điều này đâu. Suốt ngày á, con My nó coi thường con, nó coi con chẳng ra gì hết, nó oán trách con, nó chỉ trích con là thằng bất tài vô dụng trong cái nhà này. Vậy mà lúc nào cũng được mẹ thương yêu hơn. Nó không hề biết được là thằng anh của nó suốt biết bao năm qua chịu bao nhiêu áp lực. Nó không hề biết được là suốt những năm qua con đã phải chịu đựng kìm nén như thế nào đâu. Thôi mà, nghe lời ba, đi vô trong phòng ngủ. Quang Minh của mẹ, đi. Con trai của mẹ, con trai của mẹ chắc chắn sẽ trở thành một thằng đàn ông thành công. Con trai của mẹ làm được tất cả. Con trai của mẹ là thằng đàn ông hoàn hảo. Mẹ tưởng là con thích nghe mấy lời đó lắm hả? Không có đâu. Con không có thích nghe chút nào hết á. Con cảm thấy sợ lắm. Con sợ là bản thân mình không đủ năng lực để mà như mẹ kỳ vọng. Con sợ bản thân mình không đủ năng lực để trở thành thằng đàn ông thành công, thành đạt giống như ý của mẹ. Con không thể nào kiếm được nhiều tiền để mang về cái nhà này giống như mẹ kỳ vọng của con. Con rất sợ. Con sợ á. Con sợ nhất là mẹ đó. Mày im đi. Nói cái gì vậy? Đi vô trong phòng ngủ. Không nói nữa. Con sợ hả Minh? Con sợ mẹ hả? Mẹ ơi. Trời, mẹ sanh con ra, mẹ nuôi con tới giờ phút này. Bây giờ con nói con sợ mẹ. Con mệt mỏi, con áp lực. Một mình con áp lực hả? Một mình con mệt mỏi hả? Thành, 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 em ơi. Con tưởng mẹ sung sướng lắm hả? Em ơi, em. Trời ơi. Vậy thì mẹ buông tha cho con đi. Cái gì vậy? Mẹ đừng bắt con là thế của mẹ nữa có được không? Đừng như vậy nữa mà. Con nhớ lúc nhỏ con bị phỏng á, cái lời bỏng nước sôi. Con ước gì mình chết đi lúc đó thôi. Mày nói cái gì vậy hả? Mày ra bằng nói. Mày ra bằng nói. Mày ra bằng nói. Như mẹ mày hả? Mình thật không được dạy. Trời ơi mày. Mày nghĩ sao mày nói như vậy hả? Không có được. Mày có biết không? Đánh cái gì? Không được đánh con tôi. Tao vào nói là con tôi nữa mà. Mày đó nghe chưa? Mày có biết là mẹ mày thức trắng đêm ngày này qua ngày khác để làm gì? Để lo lắng cho mày, túc trực bên giường bệnh của mày, mong cho mày khỏe. Bây giờ mày dám nói với mẹ mày như vậy đó hả? Mày nói như vậy, mày nói như vậy đó hả? Trời ơi là trời, mẹ mày nuôi mày tới từng này mà bây giờ mày muốn chết đúng không? Mày muốn chết, tao cho mày chết nè. Em giam ra đi. Tao cho mày chết. Tao cho mày chết. Tao cho mày chết nè. Mày suy nghĩ không ra vậy. Mày nghe chưa? Con ơi. Trời ơi con ơi. Em ơi. Em ơi. Bữa nay trời hơi lạnh á. Thôi để tôi đi lấy thêm cho nó cái mền. Thôi, anh đắp mền cho nó rồi. Em cứ yên tâm đi. Đúng là mẹ. Nó mới hỗn hào đó. Bây giờ lại lo lắng cho nó rồi. Giờ tôi không lo lắng cho nó. Nó đổ bệnh ra đó thì ai lo?
cũng tới tay tôi chứ ai lo. Thôi, anh hiểu mà. Đừng có trách cứ con mình nữa. Tội nghiệp nó. Hiểu sâu một chút thì nó cũng đang buồn. Cho nên nó mới đi nhậu say xỉn rồi nó về. Nó hỗn hào với em, nó nói bậy bạ, nó nói nhảm. Đừng có trách nó nghe. Đừng có để trong lòng nghe. Thôi mà, không có khóc nữa, anh cũng dạy con rồi. Điên quá, tôi đâu có để trong lòng làm gì. Đâu có thời gian, đâu có rảnh đâu mà để ba cái chuyện trong lòng. Mà tôi nói thiệt, ví dụ tôi có thời gian đi chăng nữa, tôi cũng bao giờ tôi thèm để tâm tới những cái gì mà tụi nhỏ nó nói với tôi. Thôi em, mà tôi nghĩ ngợi ba cái chuyện đó, thì tôi không bao giờ tôi làm mẹ được luôn á. Thôi mà đừng có nói như vậy, đừng có khóc, khóc là mệt đó. Thôi, không có khóc nữa. Thôi nè, tôi nằm xuống nghỉ đi, nghe. Hằng sao giờ nãy chưa về hay gì á? Hằng á? Chắc tại là hai vợ chồng tụi nó hẹn hò với nhau rồi đi đâu đó ăn mừng ngày đầu tiên đi làm mà. Đúng là con nít thiệt tình á. Cái gì nó cũng mau quên hết trơn á. Nó chả bao giờ á, nó phải nghĩ ngợi lung tung rồi để bụng để làm gì. Ai mà như tụi mình càng già càng hay nghĩ ngợi. Thôi em, nằm xuống ngủ. Đây, nằm xuống. Ta chưa có buồn ngủ mà, khủng quá. Dạ, cứ ngồi vậy phải không? Ngồi vậy thôi, anh ngồi luôn. Ôi trời ơi. Chắc tụi nó về. Cường về hả? Dạ, con mới. Ủa về rồi, ba. Thằng đâu? Ủa, hai đứa không về chung sao? Dạ. Hả? Mày hay mà cái con mắt mày sao vậy? Không sao, con không sao. Trời đất ơi. Mà đừng lo. Mày đi đánh lộn với đứa nào nữa phải không? Đâu. Để nó đánh sao con mắt bị dữ vậy? Thì không có phải. Thôi, ba đi vô trong nhà ấy. Bữa nay trong nhà xảy ra không biết bao nhiêu chuyện rồi. Mẹ mày mà thấy mày vậy là mày chết với bà đó. Thôi con đi vô trong nha. Cường về đó hả con? Dạ con mới về mẹ. Ừ, Hằng nó có về chung không? Hằng chưa có về mà. Đâu quá. Hằng đi đâu đi. Là con vợ nha. Mẹ Hằng cũng vô nhà đây đi. Nếu như có một ngày Hằng quay về căn nhà này một lần nữa thì đó là ngày hai đứa chia tay. Ba. Một khi cậu để nó trở về đây, tôi sẽ không bao giờ để nó gặp lại cậu. Đi đâu rồi trời? Giờ này còn chưa về nhà nữa chứ. Hay là Hằng đi về nhà. Thôi ba Hằng đã nói vậy rồi mà. Thôi chắc không về nhà đâu. Trời ơi. Con lại đánh lộn với đám đó nữa hả? Chưa đánh nhau với ai? Tụi chơi chơi thôi. Nhưng mà hả, lúc đó anh Cường nhào vô cứu con, đánh cho tụi nó hả bơm đầu luôn. Đã. Nè, con đừng có nói với mẹ là con lại bày trò để dụ dỗ thằng Cường nghe. Có đâu. Mẹ làm gì ai cũng như mẹ. Con ấy không có được đụng vào gia đình đó nghe chưa? Mẹ sợ hả? Đến là buồn. Không phải là như vậy. Nhưng mà mẹ của thằng Cường á rất là dữ dằn. Chưa nói tới là vợ của thằng Cường nữa. Mẹ thấy con đó không phải là dạng vừa đâu. Rồi còn hàng xóm láng giềng ở đây, còn bà chủ nhà mình đang thuê này,
Họ mà biết mình phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác là họ túm cổ hai mẹ con mình đuổi ra ngoài đường, có biết không? Con không cần biết mẹ anh Cường như thế nào. Nhưng mà vợ anh Cường á, hai người đó đâu phải vợ chồng đâu, ở chung với nhau thôi. Nói như vậy còn không nghe nữa à? Thôi mày kể con đi. Cái con như vậy là thân ai lấy lo nha chưa? Ok. Càng lớn càng khó dạy. Tôi biết vậy, ngày xưa tôi không có đẻ thôi đâu. Ngủ đi. Ngủ nha. Khuya rồi em qua đây có sao không anh? Không sao đâu, em cứ thoải mái đi. Em cãi nhau với Cường hả? Cho dù là vậy thì em cũng không nên chạy qua đây chứ. Anh đưa nó về đi. Đưa về làm sao được? Hằng không muốn về nhà thì mới qua đây mà. Nhờ Cường có biết em qua đây không? Không. Em tắt điện thoại rồi. Mà chị cũng đừng có báo với ảnh nha. Con bé Hằng. Gì? Gì? Tối rồi con còn qua đây làm cái gì? À, nó tìm con hả? Dạ. Hơ, nhà con có chuyện gì hả? À, em ăn gì chưa? Anh cũng chưa ăn đâu. Và ăn cùng anh nhá. À, đi đi. Sao? Lỡ mày biết thì sao? Không sao đâu, anh lo cho. Đi đi đi, đi đi. Nhà con có chuyện gì hả? Dạ, không có gì đâu gì. Sao? Ăn cơm nhà gì? Với lại nhà của chị Xui chỗ nào ngon hơn? Ờ, dì nghe nói là mẹ con nấu ăn ngon lắm phải không? Mở quán ăn cũng có tiếng lắm đó. Dạ, đúng rồi dì. Mẹ con nấu ăn ngon lắm. Dạ. Nhà hàng năm sau á, chưa chắc gì so được. Huống chi là nhà mình. Ồ. Tại vì dì thấy con ăn ngon quá cho nên dì mới hỏi đó. Dạ, tại con đói á nên con mới ăn thôi. Chứ bình thường á mấy cái này con không có thèm ăn đâu. Ồ, vậy à. Ý là con nói ba cái đồ quỷ này là nó dở ẹt đúng không? Ăn chực mà còn chê nữa hả? Thèm ăn từ từ thôi. Ăn nhanh quá kiểu nghẹn chết bây giờ đó. Dạ, anh cũng ăn đi. Anh nói anh đói mà. Đêm rồi, béo lắm, anh sữa chua được rồi. Mẹ. Nhà mình có khách hả? Ờ. Mẹ. Thằng. Dạ, con chào cô. Ừ. À, Thằng đến đây chơi. Con tưởng mẹ ngủ nên không có gọi. Ờ. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi mà còn... Dạ, con có điện thoại. Con xin phép ra ngoài nghe điện thoại ạ. Thiệt tình á. Tự nhiên qua chị chi vậy trời. Để giờ em qua đón Thằng liền nè. Không cần đâu. Chứ không lẽ chị ba để Hằng ngủ bển? Không, để Hằng ăn xong rồi chị đưa Hằng về cũng được. Em không cần qua đâu. Chị, nhưng mà tự nhiên cái để Hằng... Em qua đây ồn ào cũng không hay. Vậy tôi em ở nhà em đợi hả? Mà hai đứa cãi nhau vụ gì vậy hả? Tại em làm Hằng giận cho nên Hằng bỏ đi. Thiệt tình hai cái đứa này. Có biết suy nghĩ không vậy? Lúc thì bỏ nhà đi vì muốn sống với nhau, lúc lại bỏ nhà đi vì không muốn nhìn mặt nhau. Em biết lỗi rồi mà. Mà không biết Hằng nó nghĩ gì mà chạy qua đây nữa. Nhà mẹ chồng chị chứ không phải nhà chị đâu mà. Chị ba đừng giận Hằng nha. Tại Hằng không biết đi đâu á, cho nên mới... Vậy thôi chị cúp máy nha. Dạ em biết rồi. Chị, để em phụ cho. Cho em nè. Cảm ơn chị. Em ngồi xuống đi Hằng. Dạ. Công nhận hai đứa này nó thân dễ sợ. Vì chưa bao giờ thấy mà có chị chồng em dâu nào mà thân như vậy luôn á. Dạ, con với chị My hả dì? Thì chỉ có thân nhau như vậy con mới nhờ chị chồng giúp đỡ thôi. Chứ bình thường á có cái chuyện gì á là dì thấy á là toàn nhờ chị em ruột thịt ở trong nhà mình không hà. Dạ. Tại con tới đây á không chỉ là nhà chị My không đâu,
Anh Khang cũng là anh của con mà. Con tới đây, con nhờ anh của con nữa. Con nói gì sai ạ? Nếu mà con nói gì sai thì cho con xin lỗi. Tại con không giỏi ăn nói nên cũng hay lỡ lời. Mà con nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu. Tại con thật lòng có anh Khang là anh của con nên con mới thoải mái như vậy. Tại có anh Khang nên con thấy là giống như mình đang nhờ người nhà của mình chứ không phải là bên chồng. Cô thấy con công khai nhận anh Khang là anh trai của mình như vậy không được hay lắm. Bởi vì cô là mẹ Khang mà. Dạ, vậy con xin lỗi cô. Mẹ ơi, mẹ cho con xin lỗi. Tại Hằng còn nhỏ quá, suy nghĩ chưa thấu đáo, cũng chưa biết cách nói chuyện. Hình như vấn đề không phải là chuyện lớn hay nhỏ đâu. Cô không thích con nên mới nói vậy chứ gì. Đừng tưởng con thích cô, còn lâu. Hai đứa đã coi nhau là anh em rồi sao? Đây, con bận đi. Thay ra, tối nay ngủ tạm phòng chung với dì nha. Dạ. Vừa khế. Làm phiền chị quá. What? You call me là sister. Dạ, con xin lỗi, con lỡ miệng. Tại vì con thấy dì trẻ quá. Đáng ra con phải gọi dì là chị mới phải. Con cũng thấy dì trẻ hả? Dạ. Ờ, dì cũng thấy dì trẻ đẹp mà. Thôi thôi, chờ chị đi lấy thêm mình gói cho em nha. Dạ. Ừ, trời ơi, chị thích quá. Chờ chị chút xíu nha. Sao em cứ làm cho chị khó xử vậy hả? Chị nói chuyện của cô Hồng hả? Thì em nghĩ sao em nói vậy thôi. Chứ bây giờ em có nói gì đi nữa thì cô Hồng cũng đâu có thích em đâu. Thôi, để chị đưa em về. Ở lại đây càng thêm khó xử thôi. Cường đang đợi em ở nhà đó. Không, em không có về đâu. Nếu mà chị không có cho em ở đây á, thì em sẽ thuê khách sạn ở ngoài để em ngủ. Có chết em cũng không về đâu. Rốt cuộc Cường nó làm gì mà em giận nó dữ vậy? Em... em thấy anh Cường hôn người khác. Cái gì? Anh hôn người khác đó. Anh phản bội em rồi. Em không có muốn gặp anh nữa. Thôi thôi, thôi em đừng khóc nữa. Chị biết rồi, đừng khóc nữa. Cường. Dạ. Dạ. Con Hằng đâu rồi? Hả? Dạ. Hả? Hằng hôm qua ngủ lại nhà chị ba và. Cái gì? Sao nó qua nhà Mi nó ngủ? Ba nói nhỏ xíu rồi. Bây giờ con chạy qua con đón Hằng nè. Rồi đi đi. Ba ở nhà, ba lựa lời, ba nói với mẹ giùm con nha. Biết rồi. Con đi nha. Ôi cha. Mẹ lên. Mẹ bị ra thứ dầu đó. Nó lại gây ra chuyện gì hả? Trời ơi mẹ ơi. Trời ơi, em làm anh hết hồn nữa à. Tôi nói thiệt nha, tôi hết sức để lo cho thằng Cường rồi. Thôi kệ đi, để cho hai đứa tụi nó tự lo cho nhau. Với lại cũng chẳng có cha mẹ nào mà lo cho con tới suốt đời được. Em nói đúng đó. Cứ để hai đứa tụi nó tự lo đi. Tụi này nó giống như là con nít mà chơi trò gia đình vậy. Giận cũng nhanh mà què lại cũng nhanh nữa.
Dạ, sáng nay công ty có họp sớm nên mẹ con nói ăn chim su cho nhanh. Okay. Muốn ăn gì để con làm? Cho dì hủ tiếu đi. Em cũng muốn ăn hủ tiếu. Nhưng mà còn có họp à. Oh my god. Nấu cho dì đi. Dạ. Nhưng mà con cũng muốn ăn hủ tiếu mà dì. Dì thích ăn hủ tiếu. Nhưng mà con cũng thích ăn hủ tiếu. Dì lớn rồi dì phải nhường cho con chứ. Oh my god. Con nhỏ con phải nhường cho dì. Con có nghe ông bà mình nói là kính lão đắc thọ không hả? Nhưng mà con chịu đâu, con muốn ăn hủ tiếu. Đây 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 đây. Con có một giải pháp dành cho hai người. Giải pháp gì á baby? Đó chính là one to see. Ai thắng thì sẽ được ăn hủ tiếu. Ồ đúng rồi đó. Trời ơi. Vậy với em quán tù xì đi. Chơi thì chơi. Rồi hai người đứng vào vị trí nào, giơ tay ra. Còn thắng gì mới là lạ. One to see ra cái gì ra cái này. Rồi hai cái bào. Quê. Lại. Lại. Không phân định được. One to see ra cái gì ra cái này. Quê kéo luôn. Quê hoài luôn. Lại nốt nốt nốt. Nốt nha, nốt nốt một lần cuối nha. Lần cuối, lần cuối, lần cuối. One, two, three, ra cái gì, ra cái này. Rồi tới mai luôn. Vậy thì cháu sáng ra có trò gì vui vậy? Mẹ, hả? Sáng nay mẹ ăn gì? Có hủ tiếu nè, phở bò nè, miếng gà. Mẹ ăn gì? À, để coi. Mẹ ăn hủ tiếu đi. Chúc mừng hai dì cháu nhé. Ăn phở gà đi. Đưa hủ tiếu đây. Em nói sao? Mẹ anh Phát tới cửa hàng của em hả? Yeah. Mà đến làm gì? Mua đồ à? No. Tới gặp con bé Hằng. Mà lúc đó con Hằng với con My đang khảo sát ở cửa hàng em mà. Em nghe con Hằng nó nói là nó nhớ bà nội nó quá. Cho nên là hẹn gặp nhau cửa hàng em đó. Mà sao bao nhiêu chỗ không hẹn lại hẹn ở cửa hàng của em? Em nghĩ á, chẳng những bà ta gặp con bé Hằng đâu, mà hình như muốn gặp con bé My thì phải. Chị biết không, cái lúc mà gặp con My á, bà lao tới bà nắm tay con My như vậy nè. Nhưng mà gặp My làm gì? Đương nhiên là có ý đồ rồi. Đó, bà nắm tay My nha, xong bà nhìn My nha, đắm đuối luôn. Xong bà hỏi à, thằng Khang nó có khỏe không con? Nó có ăn uống đầy đủ không? Rồi cái vết thương của nó còn đau không? Như vậy đó. Hai bà cháu này kỳ thiệt, ý chang như nhau. Được nước cái làm tới. Không bao giờ nghĩ cái cảm xúc của người khác hết. Riết rồi coi cái cửa hàng của em giống như là cái nơi để đoàn tụ gia đình nhé. Điều này là không có được rồi. Mẹ ơi mẹ. À, sister, sister. Em nghe con bé Hằng nó nói với con My á, là em trai con My á, làm như vậy với cô gái khác nè. Mẹ con gì con đi làm. Yeah. Thưa mẹ, thưa dì con đi làm. Thưa cô, thưa dì con đi làm. Oh my god. Bữa nay con lạ quá vậy. Sao tự nhiên bữa nay con thùy mị hẳn hoi luôn đó. Bộ chị My bảo con vậy hả? Dạ, cũng nhờ có anh Khang với chị My nhắc nhở con. Con cảm ơn cô, con cảm ơn dì hôm qua cho con ở nhà. Yeah. Thôi My đưa đi đi. My à, lát nữa lên công ty gặp mẹ chút nha. Dạ. Thôi đi đi nào. Con đi nha mẹ. Chào mẹ. Bye, see you. Ê bé Hằng. Dạ. Hôm nào rảnh ghé dì chơi. Thiệt hả dì? Vậy để bữa nào con ghé nữa nha dì. Dạ vậy con đi làm ạ. Bye bye. Con đi làm ạ. See you again. Nhỏ này kỳ quá. Em mà lơi mà nói tưởng thiệt. Cường. Ui anh sao đấy? Hằng. Mặt bị gì vậy? Dạ. Có thiệt là em làm vậy không vậy? Thì em hôn ai đó. Hằng kể với chị vậy á? Không có có. Em nói thiệt á, Hằng đang hiểu lầm em á. Cường, hôm nay em ở đây nói chuyện với anh đi. Để em chở Hằng đi làm đó. Đi anh đưa em đi làm. Hôm nay Hằng đi làm với chị. Còn em á, chị đến Khang tính sổ với em đó. Anh cho em mượn xe nha. Nè Hằng, em chở chị ha. Yes, madam.
Hằng nghe nói này. Thôi. Nghe nói cái coi. Hôm nay anh sẽ sửa em rồi nói gì thì nói. Nhưng mà em... Anh Khang, tùy anh xử lý á. Em không có gì để nói với anh hết á. Rồi. Em đi làm đi. Để thằng này anh sửa cho. Hằng. Thôi. Hằng. Thôi. Em bầm như này là mấy ngày mới hết đâu nha. Cho anh xem nào. Để Yến coi. Bầm có một tí mà ui ra. May mẹ mà không sao đó. Thôi, mấy bữa nữa đi tập cùng với anh luôn đi. Vừa có sức khỏe, mẹ là còn vừa có võ để tự vệ nữa cơ. Anh, Hằng giận em lắm hả? Đương nhiên rồi. Bây giờ đổi lại là em đi. Hằng bây giờ hôn thằng khác như thế, thì em thấy sao? Mẹ cũng không thấy là Hằng giận tới cái mức bỏ nhà đi đó hả? Mà anh cũng bất ngờ là Hằng tới tìm anh đó chứ. Thì đó giờ Hằng tin tưởng mình anh chứ mấy. Anh hỏi thật chú này. Dạ. Em với cả con nhỏ kia có gì không đây? Không có. Em với con nhỏ đó có gì đâu. Em thề với anh luôn á. Em mà có gì với con nhỏ đó là xét đánh em chết ngay tại chỗ luôn á. Nó không, không cần. Không cần xét đánh em đâu. Anh á là anh đánh què chân em luôn đấy chứ. Nhưng mà em không có gì với con nhỏ đó thiệt. Em bị oan á anh. Em bị oan thiệt. Thôi, anh chọc chú thôi, không sao hết á. Thật ra là anh cũng hiểu cái cảm giác mà bị oan là như thế nào mà. Anh cũng bị oan à? Ừ. Anh, rồi cái lúc đó anh làm sao? Bây giờ Hằng đang rất là giận em rồi. Nên là em có nói gì đi chăng nữa thì Hằng cũng không nghe em đâu. Mà bây giờ em có càng giải thích đi chăng nữa, Hằng cũng nghĩ em là ngụy biện hết thôi. Nên là bây giờ em sẽ phải... Yeah. Em nhận tội luôn đi. Em có làm cái gì đâu mà nhận tội. Ok, thằng này. Sao lấy vợ rồi mà vẫn khủ khờ thế nhở? Bây giờ em phải tỏ ra là đau khổ, tuyệt vọng hết mức vào, ăn năn hối lỗi, sâu sắc vào. Thì lúc đó Hằng mới nhìn thấy em như vậy, Hằng mới tha lỗi, nguôi giận dần cho em chứ. Vậy hả? Ừ. Theo kinh nghiệm của anh là chỉ duy nhất đúng một cách đó thôi. Đó gọi là khổ nhục kế. Em càng tỏ ra là đau khổ, tuyệt vọng thì đối phương mới có thể là mủi lòng, tha thứ cho em được chứ. Phụ nữ là như thế đó. Chán lắm. Không sao đâu. Phụ nữ đáng sợ vậy hả? Rồi dần dần em sẽ hiểu hết thôi. Vậy là bây giờ em phải nhận lỗi hết hả? Hằng có nói gì, trách móc gì em cứ nhận hết cho anh. Anh gì đau khổ quá, mình có cần phải khóc không? Thì em diễn sâu vào. Phải khóc hả? Nói chung là không hiểu cái gì, cứ nói với anh. Công nhận anh Trang sâu sắc ghê à. Thì là phải khóc hả? Minh ơi, con dậy chưa con? Nay con không đi làm hả con? Sáng nay con nghỉ, chiều con mới đi làm. Tối hôm qua con uống nhiều lắm phải không con? Con ăn sáng không? Mẹ xuống nấu cho con nè. Không cần đâu mẹ, con chưa thấy đói đâu. Rồi giờ mẹ phải làm sao để cho con vừa lòng đây hả Minh? Con nói với mẹ làm sao? Vậy mà bây giờ con vẫn giận hờn mẹ như vậy. Mẹ biết làm cách nào bây giờ hả Minh? Con không sao đâu. Con không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Con thấy con mệt quá, con muốn ngủ thêm chút nữa. Mình nuôi nấng chăm bẩm nó từ bé mà nó ăn nói với mình như vậy. Phải chi nó say xỉn á thì không nói làm gì. Đằng này nó tỉnh á, nó cũng y chang vậy.
chả bao giờ quan tâm tới cảm xúc của mẹ, chả bao giờ để ý coi mẹ vui hay mẹ buồn. Con với cái đứa nào cũng như đứa nào. Anh chưa bao giờ nghĩ làm. Đây là bộ sưu tập mới mà phòng mẫu vừa đưa qua. Chà, mẫu lên cũng đẹp đấy chứ nhở? Còn em thì thích màu sắc và chất liệu của nó. Chất liệu đẹp mà lên màu cũng hay nữa. Chuẩn luôn. Em đảm bảo những mẫu này sẽ bán cháy hàng cho mà coi. Về sự kiện ra mắt bộ sưu tập tới, mọi người có ý kiến gì không? Chị, hay là mình làm cái gì đó thiệt là bá đạo đi. Bá đạo là sao? Là điều mà không ai dám làm. Là sao? Là sao? À, chị hiểu em rồi. Nghĩa là mình sẽ làm một cái gì đó thật độc đáo. Kiểu như là mình sẽ làm một fashion show do chính con em của nhân viên trong công ty biểu diễn. Đúng rồi. Ý chị là mình sẽ không thuê người mẫu chuyên nghiệp mà dùng con của nhân viên công ty để làm mẫu. Đúng rồi, đúng rồi. Cảm giác sẽ rất là đặc biệt. Kiểu như là đồ của mình bé nào mặc cũng sẽ đẹp chứ không cần phải là người mẫu. Trời ơi chị ơi, đúng ý của em rồi nè. Thiệt á, ý kiến này rất là bá đạo. À chị, hay là chị đem làm mẫu cho nha. Em làm mẫu hả? Không đẹp, không ăn tiền. Em nghĩ sao mà em làm mẫu vậy? Ủa thì em làm mẹ, em làm mẹ đi bên cạnh mấy đứa nhỏ như vậy nè, nhìn dễ thương mà. Em bao nhiêu tuổi rồi mà em đòi làm mẹ? Vậy thì làm cô nha, cho em làm cô nha. Chị vẫn thấy sai sai. Vậy thì làm chị. Cái gì em cũng muốn làm đúng không? Nói tóm lại á là sẽ làm phụ huynh. Ok, ok. 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 Ủa, sao mà làm lố quá vậy? Đây là chương trình giới thiệu sản phẩm của công ty, có phải là chương trình văn nghệ trường đâu. Chào em. Dạ. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Đăng Khoa, nhân viên thực tập của phòng marketing. Khoa sẽ tham gia vào chiến dịch quảng bá sản phẩm mới và được phân công làm việc ở phòng kế hoạch. Trong khoảng thời gian này, Khoa sẽ ngồi chung phòng với chúng ta để dễ dàng thực hiện hơn. Chào mọi người, hy vọng là phòng kế hoạch và phòng marketing sẽ làm việc vui vẻ. Để chị giới thiệu em với mọi người nhé. Đây là chị Trà My. Chào chị Trà My. Hình như chị là con dâu của cô Hồng đúng không? Chào em. Hân hạnh được làm quen. Kia là chị Thủy. Chào chị Thủy. Chào em. Rất vui được làm quen. Còn cô bé tinh nghịch kia là Thanh Hằng, nhân viên thực tập. Bắt tay cái coi. Bắt tay. Bắt tay. Đúng. Bắt tay vào làm việc thôi. Bắt tay vào làm việc thôi. Bắt tay vào làm việc thôi. Làm việc thôi, làm việc thôi. Dạ. Đúng là con có gặp bà ở cửa hàng của dì Duyên. Chuyện như vậy mà sao con không kể với mẹ? Tại con sợ mẹ không vui nên không dám nói cho mẹ biết. Mai mốt có chuyện gì tương tự như vậy nhớ nói cho mẹ biết nghe chưa? Dạ. Con đi làm đi. Mẹ, lần trước bà gặp con, bà có nói bà rất muốn gặp anh Khang. Thì sao? Mẹ nghĩ anh Khang có nên gặp bà một lần không ạ? Gặp để làm gì? Lần trước bà gặp con, bà khóc. Bà nói là bà ăn không ngon, ngủ không yên nếu chưa được gặp anh Khang. Con thấy bà lớn tuổi rồi mà trong lòng cứ dây dứt như vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra, con thấy tội cho bà quá.
My à, lần trước mẹ đã nói chuyện này với con rồi. Đây là việc của mẹ và Khang, con đừng có xen vào chuyện của người khác như vậy chứ. Người khác? Nhưng mà con cũng là người trong nhà mà. Thôi, đi làm việc đi con. Lần sau có chuyện gì nhớ nói cho mẹ đó. Dạ. Mẹ, có người tặng hoa cho mẹ nè. Trang nhà con đưa cho mẹ. Hoa đẹp vậy, ai tặng thế con? Có thiếp nè mẹ. Của Khang hả? Dạ không, anh Phát. Anh Phát là ai vậy mẹ? Alo. Em nhận được hoa Khang chưa? À, mẹ có điện thoại công việc. Vậy con xin phép ạ. Dạ, con chờ mẹ, con có báo cáo cần phải thông qua cho mẹ. À, con cứ ra ngoài chờ đi, mẹ muốn nói chuyện một mình. Sao lại gửi hoa? Gửi làm gì? Anh gửi tặng người anh yêu. Vậy anh gửi lộn địa chỉ rồi. Em à, chút nữa anh qua đón em mình ăn trưa nha. Trưa nay tôi bận rồi. Vậy anh gửi hoa tiếp cho em nha. Gửi làm gì nữa? Anh gửi tới khi nào em chịu đi ăn với anh thì mới thôi. Giỡn hả? Vì anh đặt bàn luôn cả ngày, em rảnh lúc nào cũng được. Thiệt hả em? Hằng tới nhà em à? Nhưng sáng nay nó về rồi. Sao tự nhiên lại qua nhà em chứ? Nghe Duyên nói là vợ chồng nó cãi nhau. Thằng đó không phải là chồng nó. Anh chưa bao giờ chấp nhận nó là rể của anh cả. Sister, sister, em nghe con bé Hằng nó nói với con My á, là em trai con My á làm như vậy với cô gái khác nè. Giờ mà kể chuyện đó ra chắc anh ấy giận lắm. Em à, mà sao hai đứa cãi nhau em có biết không? Hằng Cường làm gì đến nỗi mà con Hằng phải bỏ nhà đi chứ? À, chắc không có chuyện gì đâu. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường ấy mà. Mà cậu bé đó tính tình cũng được, con người cũng đàng hoàng đó chứ. Tính tình cậu ta thì được rồi, đâu phải mở xét mỗi tính tình cậu ta không đâu. Em á, là người phải hiểu hơn ai hết. Nếu không á, lúc đầu em đâu có phản đối á, My á, làm vợ của Khang đâu. Không biết ai chọn sợi dây chuyền đẹp quá ta. Có người tặng rồi thì phải đeo thôi, không có phí. Cảm ơn em. Dạ, con chào bà. À, Trà My hả? Con khỏe không con? Dạ, con cũng bình thường à. Bà khỏe không mà? Cũng khỏe. Con à, cái chuyện mà bà nhờ con nói với Khang á, con nói chưa? Dạ, chưa. Dạo này anh Khang bận quá nên con vẫn chưa nói được ạ. Cũng khó cho con ha. Vậy con làm việc tiếp đi. Bà chào con nha. Dạ. Minh à, con còn nhức đầu không con? Dạ hết rồi mẹ. Con ăn no rồi, con đi làm à. Minh à, nếu như bây giờ mẹ cho hai đứa con làm đám cưới thì con có vui vẻ như ngày xưa được không con? Dạ không cần đâu mẹ. Mẹ cứ tìm một cô gái nào đó đàng hoàng, giống như là mong muốn của mẹ đó, rồi may mối cho con đi. Con sẽ đi gặp họ để coi thế nào, rồi là đám cưới như ý của mẹ thôi. Con không có muốn nhức đầu về mấy cái chuyện này nữa.
làm trái ý mẹ đau đầu lắm. Minh à, từ trước tới giờ tất cả mọi chuyện con đều là thứ của mẹ mà. Con muốn mẹ vui, con không có muốn làm những cái chuyện khiến cho mẹ buồn. Mẹ cứ coi như là cái chuyện con sắp lấy vợ á, lấy một cô gái giống như ý của mẹ muốn, là chuyện con báo hiếu với mẹ. Mẹ vui là được rồi, con sao cũng được hết á. Con đi làm à? Dạ, em đã nhận được hồ sơ của chị. Bây giờ em sẽ kiểm tra lại và đưa cho anh Minh xem sao. Nếu như mà anh cần bổ sung thêm cái gì thì em sẽ báo cho chị biết. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. À, hôm nay anh có tiếng Việt cho nên đến hơi trễ. Mà từ sáng giờ có ai gọi tới văn phòng không? Dạ, có chị Mai gửi hồ sơ tới. Em đã kiểm tra đầy đủ theo yêu cầu của anh rồi. Anh xem lại giùm em. Ừ. Chuyện hôm qua... Alo, anh nghe đây. À, đến rồi hả? Ờ, vậy vào đi. Chào em. Em chào chị, em có lịch hẹn phỏng vấn hôm nay á. Phỏng vấn gì? Em vào đi. Anh là anh Minh đúng không? Ừ, mời em qua kia. À, dạ. Đó là chị Linh. Em sẽ vào thay thế vị trí của Linh. Chị Linh sẽ là người bàn giao công việc cho em nếu như em được nhận. Dạ, em chào chị. Chào em. Rồi sao anh? Từ trước tới giờ em đã làm ở văn phòng luật nữa chưa? Dạ, em đã làm cho G&L được 3 năm. À, vừa tốt nghiệp đại học luật à? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà từ lúc còn là sinh viên em đã đi làm trợ lý cho các văn phòng luật sư. Em muốn tích lũy thêm kinh nghiệm càng nhiều càng tốt. Mà tôi thấy cũng ngộ lắm nha. Ngọc Thanh bên tôi xin nghỉ, tôi chạy qua tôi kiếm anh Quốc, cái anh Quốc cũng không có nhà luôn là làm sao? Bạn trai của em là chuẩn giới ca, không có đối thủ. Bạn trai em làm nghề gì? Đừng nói với anh là làm phục vụ nha. Khang. Mẹ. Mẹ, con có biết con đang làm gì không đi? Tại sao tất cả mọi chuyện thay đổi nhanh chóng vậy chứ? Rốt cuộc thì em của anh là gì hả?